Bộ phim điện ảnh Girls 2, những cô gái và găng tơ đang trình chiếu tại các rạp Việt. Bộ phim này có nhiều điều thú vị khi đây là sản phẩm hợp tác giữa Hồng Kông và Việt Nam. Đặc biệt trong phim có sự tham gia của võ sĩ quyền Anh nổi tiếng Mike Tyson. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, các cảnh hành động, đua ghe, đánh nhau để giải cứu người đẹp của Mike Tyson trong phim Girls 2, những cô gái và găng tơ đều do diễn viên Khánh Râu thế vai. Cảm giác của tôi rất là sung sướng. Tại vì tôi thì hồi nhỏ tôi cũng đã từng coi boxing của ảnh, thì tôi cũng là thần tượng của một người võ sĩ như thế. Không ngờ là sau này tôi được may mắn được đóng thế cho ảnh, tôi là rất là hạnh phúc. Tính ra thì cũng khoảng 11 kè, trong quá trình làm việc của tôi là khoảng 11 kè đóng thế cho anh Mike Tyson. Đặc biệt là quay cảnh ở phim trường, rồi cảnh ở Long Thượng ở bên quận chín phim trường, bối cảnh Sài Gòn hết, toàn bộ Sài Gòn. Cực nhất là cái cảnh mà rượt đuổi dưới nước, cực lắm, chạy ghe rồi chạy vò lãi rồi quanh cua, cái pha hành động mà đòi hỏi phải diễn cho đạt rất là cực. Mà cái đặc biệt như là tại cái địa hình ở dưới sông á là nó rất là khó quay, mà đòi hỏi pha này pha hành động nữa cũng phải quay cho kỹ, thành ra nó hơi lâu. Ít thôi, tại vì thời gian nghỉ ngơi á, nghỉ trưa trên phim trường ăn cơm rồi đó, thì thời gian ngồi thì có trò chuyện với nhau cũng được vài phút thôi, chứ không được nhiều, tại vì đi quay mà mình lo tập trung vô công việc. Thì anh Mike Tyson, ảnh ngoài đời á, ngoài công việc đóng phim á, ảnh đối xử với anh em rất là tốt. Anh em thì đối xử với nhau rất là thân mật. Đối với anh em, ảnh không phân biệt ảnh là một người nổi tiếng hay là bên kia là người như thế nào, ảnh không có thái độ đó. Ảnh chỉ biết là hài hòa với người và con người, đối xử tốt với nhau. Khen rất nhiều, ảnh nói lần đầu tiên sang Việt Nam đóng phim mà ở Việt Nam mình là con người Việt Nam mình rất là thân thiện, bối cảnh Việt Nam mình rất là đẹp. Ảnh nói anh về bển, anh giới thiệu cho bạn bè anh biết cái quê hương Việt Nam của mình như thế nào, cho họ biết về con người Việt Nam của mình. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.